đã có thêm một bình cuồng nộ ở khu vực này. Máy bắn đá bị vô hiệu hóa ngay lập tức bởi vì phân vân bắn ai bây giờ, bắn ai cũng chết cả thôi. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên, đó chính là Violet. Đây là một combo cực dị đi super đại quản giá. Và các bạn có thể thấy là bình Chet và bình động đơn đã được ăn cái máy bắn đá nhiều năm với cả là một cái X-Bow rồi các bạn nhá. Đây là một combo cực dị với 15 wish bình thường. Còn wish bình thường chứ không phải là con super wish, 14 con. Đại quản giáo đã đi từ góc ở bên hướng góc chéo một chút xíu về hướng 4 giờ. Và thêm những em wish ride đều ở góc 3 giờ. Và dồn hết tất cả wish ở đây các bạn nha. Tiêu diệt được một em máy bắn đá ở khu vực hướng 3 giờ là rất rộng rãi luôn rồi. Tiếp theo, đại quân sẽ đang tùa vào cây Inferno 1 tia. Trụ Wizard đã bị xử lý rất là nhanh chóng. Em Queen có một pha chạy vòng tơn như thế này, thả King Queen như thế này là nó sẽ đi vòng ra khu vực phía ngoài cơ. Các bạn có thể thấy là King 75 đã bị tiêu diệt sạch luôn rồi. Rất là nhanh chóng mà nó đã bị tiêu diệt và nằm sàn luôn. Bắn cực kỳ ghê gớm. Những em Super Minion nó đang thủ nhà ở đây, nhưng gặp phải những em xương thì nó rất là phân vân, không biết tấn công kiểu gì. Thanh niên King đã gồng lên để cho đại quân cắt góc cho toàn bộ Wish và đã được gồng ăn khu vực nhà chính. Và Wish nó đi thẳng vào cái hướng ở phía trong chứ không chạy ra đường phía ngoài. Sẽ có thêm một bình nhảy cho tình huống này. Một bình nhảy sẽ được triển khai ngay lập tức đây thôi. Đúng rồi. Các bạn có thể thấy là cánh phía ngoài kia, King Queen PK Zeti kia xử lý, còn toàn bộ Wish với cả là quản giáo nó chỉ đi ở khu vực trung tâm phía trong mà thôi. Đã có thêm một bình cuồng nộ ở khu vực này. Máy bắn đá bị vô hiệu hóa ngay lập tức bởi vì phân vân bắn ai bây giờ, bắn ai cũng chết cả thôi. Quá kinh khủng trong một combo cực dị, quần đông như kiến. Vâng, kế hoạch đây là kế hoạch tấn công theo kiểu vâng lấy thịt đè người đến từ những em Wish sinh đẻ không có kế hoạch. Cái combo cực dị mà chỉ có những game thủ tầm thế giới mới được triển khai được tầm như thế này thôi. Thế còn tôi vào đánh thì nói thật với các bạn, như đội quân này vào tay tôi là chỉ có 3 sao đen rồi. Đấy, một pha bịt lại ở đây. Bịt trụ Archer cứu Royal Champion bằng mọi giá mà em ấy vẫn sống các bạn à. Vâng, không còn dấu hiệu của máu. Vâng, tuyệt vời, bộ trang phục mới cho nữ hoàng Royal Champion của chúng ta đã có rồi. Bạn nào chưa xem video đấy trên kênh của mình thì nhớ theo dõi lại đầy đủ các bạn nha. Vâng, thích thấy hay like, like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá tuyệt vời trong trận đánh này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu của Gaku. Đây là một trận đi Super Queen Minor Hawk đến từ thanh niên Gaku của Queen Walker, một đội thi đấu rất là ấn tượng trong giải chung kết năm nay các bạn ạ. Đi Queen tập trung vào hướng 3 giờ. Và các bạn có thể thấy là đã mở lối ở cái khu vực chính giữa thẳng 3 giờ vào. Baby Tiểu Long đang cắt và hút được một bom đen là khá tốt cho Queen. Việc cắt là cực kỳ thành công rồi. Dồn vào đây bạn ơi. Hay quá nha. Lính thủ nhà cũng đã có và chơi đồ ngay lập tức, thả bình độc dược ở ngay trước mặt chứ không thả trước đâu. Tính hết rồi. Cực kỳ bình tóm đến từ thanh niên Gaku này. Nếu anh em nào mà theo dõi và nhìn trên cái bảng bể bay cúp thì rất có nhiều arc tên là Gaku. Có lẽ thanh niên này đều bay hết ở những cái arc đấy. Năm nay Queen Walker đã có một cái biểu diễn màn trình diễn rất là ấn tượng. Và mình cực kỳ thích cách tấn công của Queen Walker với cả là An Attack. Nếu anh em nào thích đội nào thì comment phần bình luận phía dưới nha. Đừng dự đoán kết quả trận chung kết tối nay sẽ là ai đây. Và cực kỳ hay ho và gay cấn. Những clan của tối ngày hôm nay thì đều là những đội mạnh cả. Và có những màn thi đấu rất là thành công và cực kỳ là xuất sắc. Toàn bộ đại quân cũng đã được gồng hết ở đây. Em Queen một mình cân luôn cả cái máy bắn đá cánh bên này và gồng đại quân. Các bạn có thể thấy là bao quát toàn bộ, không sót một em lính nào rồi. Chiếu tướng vào con Queen nào. Ui trời ơi, này xiên cá của Royal Champion vào xiên không chừa một nhát nào vào con Queen 75 kia. Chúng ta chỉ còn đúng một bình băng thôi nhưng không sao cả. Nó sẽ nhắm vào cái máy bắn đá mà bịt lại. Bịt lại không? Nhanh lên nào. Và có vẻ dường như trận thi đấu này là người chơi Gaku đã không cần phải gồng Queen và Royal Champion mất thôi. Và chơi thế này thì ai chơi? Những trận đánh mang tính chất triệu đô mà các ông đánh như kiểu là vua bình thường vậy.
quá kinh khủng và khét lẹt trong trận thi đấu này đến từ một combo Mindhome, một combo cực kỳ quen thuộc đối với những thanh niên đi Queen. Tuyệt vời, xin chúc mừng Gaku với trận đấu cực kỳ đẹp. Nếu hay like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhá. Tuyệt vời. Trận thi đấu tiếp theo đó chính là Microbe DP. Rồi các bạn đã có thể thấy là một những pha set đã vừa phá hủy được Inferno thủ Wizard với cả là Xbo rất là nhanh tay đến từ game thủ này. Đây trận thi đấu kết hợp vừa giáp Lalo lại vừa đi cả Queen. Hôm qua người chơi này cũng đã có một siêu phẩm rồi, mình tổng kết ở trong video ngày hôm qua rồi. Bạn nào chưa xem thì hãy xem lại trong kênh Akari Gaming các bạn nha. Có kinh luôn, yểm trợ cho em Queen ở khu vực này. Rất tốt, các bạn có thể nhìn về cái hướng thổi gió là bây giờ chỉ còn đúng một cây thổi về hướng góc 6 giờ cho em Queen thôi. Queen của chúng ta vừa thịt luộc được một cây E. Như vậy là đầu tư bình băng để bịt Headhunter lại cho nó chắc cốt và thả Headhunter của chúng ta ra. Vâng, rà phá bom mìn sao. Tốt rồi, phá luôn nó mấy lốc xoáy trong tình huống này. Vâng, dường như biết được lắp mấy lốc xoáy ở đấy hay sao. Vâng, một bom đèn kia hút được bóng bay nữa rồi. Như vậy là siêu công thánh binh sẽ mở lối cho Queen ở đây. Nhưng Queen chúng ta say no. Vâng, vòng vào, vẫn vòng vào để ăn cây E bên kia nữa. Mà toàn bộ Lava Loon đã được thả hướng bên này khi mà cây thổi gió nó không hề ảnh hưởng tới nó. Royal Champion ra đón lõng như không sao cả. Vâng, chúng tôi vẫn cần được hết. Các bạn có thể thấy là pha thả lava cực kỳ hay, bởi vì cái thổi gió nó không hề ảnh hưởng gì đến nó cả. Rồi, bây giờ mới quay ra đây thôi. Một chút xíu không sao cả. Có quản giáo chuẩn bị sẽ gồng sớm. Và đây khi tiếp cận với máy bắn đá thứ hai là phải bịt lại ngay. Và Royal Champion chúng ta vâng thừa thắng xông lên chơi luôn em Queen 75 của đội bạn. Máy bắn đá ư? Vâng, bạn cho mình nằm xuống thôi. Một trận đánh quá đẹp với lava với cả là balloon quá đông trong tình huống này. Có cần chấp Royal Champion không? À không, không chấp đâu. Vâng, trận này mang tính chất triệu đồ, có lẽ chấp Queen rồi. Kinh khủng khiếp các bạn ạ. Nhưng ông thần này vẫn có những trận thi đấu cực kỳ là xuất sắc luôn. Không thể chê được. Đánh giải thế giới mà những game thủ này đánh rất nhẹ nhàng. Và coi đường đi quân là cực kỳ đẹp và rất rõ các bạn ạ. Đấy, anh em nó đánh phải tính toán được đường đi quân như thế này mới gọi kinh. Anh em nó có nhu cầu mua gem, mua máy vàng hay những gói ưu đãi thì cứ liên hệ mình theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video. Thì mình sẽ book cho các anh em nha. Có những gói ưu đãi đang mòn eo mòn nhất các kiểu Black Friday với cả là gì cũng có luôn. Anh em ngúc nhanh không hết nha. Tuyệt vời quá, một trận thi đấu quá hay luôn của Microbe DP. Trận thi đấu cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là Liang Feng của Ni Chang Dan với combo lẩu thập cẩm. Vâng, đã có hai cái em luôn vào đi trước thăm dò cũng như rà phá bom mìn cho khí cầu chiến tiếp tục băm thẳng vào khu vực phía trong ở đây rồi. Nhấc người không? Dụ luôn được lính hội thành, tiêu diệt được king của đội bạn. Và vâng, thả một bình độc dược vẫn cực kỳ tính, cực kỳ hay. Các bạn có thể thấy là đơn vị lính hội thành vâng chạy ra là chết hết rồi. Không thể đỡ được, không thể đỡ được. Nó pha diệt lính hội thành cực kỳ hay của Liang Feng. Ba em Headhunter. Vâng, tôi phải đóng băng cho nó chắc cốp anh em ạ. Này thì chơi chúng tôi này, vâng không chủ qua được những em Headhunter với cả là Super Minion đâu. Cần phải triển khai tốt PK, ZT, Bowler, Wish, tất cả đã hội tụ trong cái trận đánh này của Liang Feng. Rồi, có một bình nhảy luôn các bạn ơi. PK thoải mái đi cắt ở khu vực phía ngoài kia kìa. Một bình cuồng nô đã được triển khai. Và nửa bản đồ cánh chạy về từ 12 giờ và 9 giờ đã trống hoác rồi. Dồn tất cả bên này vẫn chuẩn bị có một tơn gồng lại quản giáo khi nhà chính nó chuẩn bị. Đúng rồi. Đấy các bạn ơi, nhanh tay lên và vụt nát khu vực nhà chính và không sao cả. Úi dồi ôi, chạy. Hồi máu bơm liên tục cho cánh quân của chúng ta. Em Queen thoải mái đi sông lên rồi. Inferno một tia ở đây thì chúng ta còn một bình cuồng nộ thôi. Em Queen một bình em nó cân được không? Vâng, chắc chắn là phải gồng trong trường hợp này rồi chứ chạy làm sao được. Đục tường, lại dành cả thanh chân chỉ để đi đục tường và toàn bộ Baller PK chạy vòng ra khu phía ngoài. Em Queen hy sinh một cách cực kỳ nhanh đẹp. Rồi, vâng, nửa máu đến từ Queen ăn được cây Inferno một tia. King của chúng ta cũng đã gồng rồi và đại quân sẽ còn một bình cuồng nộ nữa. Khá là nét.
Và cái kiểu mẫu bay mà cứ đứt đoạn như thế này thì mình cập nhật rất nhiều mẫu bay cho anh em ở trên kênh Akari Gaming rồi. Bạn nào mà chưa biết thì cứ vào website Akari Gaming cũng như là trên YouTube của mình, sẽ có đầy đủ tất cả những mẫu bay bay cúp và Titan huyền thoại cũng như là những bay vua bay trôn đều có luôn. Giao bánh rất tốt và thêm một vạc cuồng nô để cho em Royal Champion xông lên trực tiếp luôn nào các bạn ơi. Nét là càng đét và thêm một siêu công thành binh nó mở lối cho King vào đây. Những game thủ thế giới vẫn cất lại những đơn vị lính để có những phương án thay đổi linh hoạt cho cái đợt tấn công của mình. Và trong bài toán này thì anh ấy đã chơi thông lối luôn rồi. Cực kỳ khẽ lẹt đến từ Leng Feng. Một trận thi đấu cực kỳ hay của đội này, nhưng tuy nhiên điều này là không đủ cho Ni Chang Dan để tiếp tục trong chung kết tối ngày hôm nay. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Va Thang An Attack với cả là hai đội nữa. Đấy. Rồi, 14 giây cho trận thi đấu này. Và nếu các bạn thấy thích video của mình, cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình nha. Tất cả với những cái nội dung gì mà các bạn muốn nữa thì cứ theo dõi trên kênh của mình. Mình cập nhật những trận thi đấu hay, những trận thi đấu hấp dẫn đến từ trận chung kết của Clash of Clans năm nay. Và nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng thì cứ liên hệ mình theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video, thì mình sẽ hỗ trợ anh em cực kỳ nhanh gọn nha. Các bạn đừng quên bấm vào đăng ký, like, share kênh Akari Gaming để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nóng hổi nào. Đặc biệt là trong tháng 12 này sẽ có những bản update cực kỳ hay nữa và mình sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn. Hãy đón xem những trận thi đấu cực kỳ tuyệt vời của 4 đội An Attack và thằng Queen Walker với cả Six Ten trong tối chủ nhật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video và livestream sắp tới. Mình đi đây. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ nha.